Xin chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may mắn và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 19 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay cục diện mùi tí tương hại có thể là nguyên nhân khiến cảm xúc của người tuổi Tý thay đổi khá thất thường trong hôm nay bản mệnh thay đổi suy nghĩ của mình một cách quá nhanh chóng khiến người xung quanh đôi khi không thể hiểu bạn đang nghĩ gì vấn đề trao đổi với đồng nghiệp cũng rơi vào bế tắc vì thế lại thêm thiên quan đe dọa thái độ khó hiểu của bạn rất dễ đẩy bạn vào tình huống đắc tội người khác nếu đó là kẻ tiểu nhân ghi thù thì rất có thể bạn sẽ gặp rắc rối to đấy hãy kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn nhé ngày thủy thổ xung khác đường tình duyên của những chú chuột cũng chịu nhiều tác động tiêu cực tình cảm vợ chồng không như ý muốn, ai cũng mải mê với thế giới riêng, thiếu sự tương tác nên mỗi khi có vấn đề xảy ra rất dễ dẫn tới mâu thuẫn, tranh cãi. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, sửu thân, thìn. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim. Trong sự chi tiêu về tiền bạc nên cẩn trọng dễ có sự hao tán, vào ra nhanh chóng, nhưng vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc hùn hạp. Có sự chỉnh đốn về nhà cửa đồ đạc, văn phòng hoặc mua sắm. Có khách ở xa đến hoặc nghe tin tức của họ ở nơi xa. Có hỷ sự về sinh nở hoặc sức khỏe, công danh của người thân và có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy. Gia đạo có đình đám, tiệc tùng hoặc có khách đến mời. Mọi sự mong cầu về tiền bạc sẽ có kết quả tốt nhưng chậm đến. Thuận lợi cho việc tạm ứng, vay mượn, đầu tư. Nên cẩn trọng về giấy tờ, văn tự có sự thiếu sót hoặc cần phải bổ sung. Có tin tức ở xa, nói chung là không nên nóng nảy trong mọi việc tình cảm tốt có thân nhân hoặc bè bạn gặp rủi ro hoặc đau ốm tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa những việc đã có dự tính hoặc đang tiến hành thì cứ tiếp tục có người cũ hoặc việc cũ đến đem lại sự thuận lợi cho mình nhà có sự hội ngộ họp mặt của bè bạn người thân hoặc có tin vui đến có tài lộc nhưng dễ hao tốn tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ nếu cầu về hôn nhân cưới gà nên cẩn trọng gặp sự rời hẹn, sai hẹn, hoặc có vấn đề mới phát sinh đưa đến sự ngăn trở. Làm việc gì cũng nên lấy tình cảm, sự giao thiệp đi trước, và chịu thiệt thòi một chút sẽ có kết quả. Không nên ngồi tại chỗ chờ đợi mà nên ra đi gặp gỡ. Có hỷ sự, hao tốn tài lộng nhưng không phải là làm ăn thua lỗ. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, nếu sự việc tiến hành nhanh chóng thì rất dễ bị bỏ dở, đứng chừng do gặp thiếu sót hoặc có tin tức làm đảo lộn. Ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn. Có tin xa, nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt. Có hỷ sự, ngày chỉ tốt cho những việc cấp thời, ngắn gọn. Tử vi tuổi sửu xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, mùi sửu tương xung khiến người tuổi sửu trở nên rất dễ nóng nảy và gắt gỏng. Chỉ một chút vấn đề còn con cũng có thể khiến bạn bùng nổ, cho nên cách bạn xử lý công việc khá cực đoan. Bản mệnh dường như không thể kiểm lại được cơn giận của mình. Bù lại, thực thần mang tới cho con giáp này không ít cơ hội kiếm tiền trong ngày hôm nay có thể nói tình hình tài chính lúc này không khiến bạn phải băn khoăn lo lắng như trước hơn nữa trong thời gian này bạn cũng không có dự định mua sắm thêm bất kỳ món đồ đắt tiền nào nên chi phí cũng rất ổn định trong tầm kiểm soát của bạn ngày thổ khí vượng cũng khiến tính cách của mệnh chủ thêm phần bướng bỉnh và cứng đầu gây trở ngại trong chuyện tình yêu đôi lứa trong chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng cương được đâu đôi khi cần hài hòa nhẹ nhàng nhún nhường một chút có như vậy tình yêu mới có cơ hội thăng hoa tiến thêm bước đột phá giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ tí, tỵ, dậu. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim. Mọi việc không nên hấp tấp, sự việc dù có gấp gáp đến mấy cũng nên tuần tự giải quyết. Có tài lộc, trong nội bộ công sở cũng như gia đạo nên vì việc chung không nên xích mích vì ý tưởng khác nhau. Có tin xa hoặc có khách đến. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy. Ngày nên thu vén, sắp xếp lại công việc cho ổn định không nên mưu cầu những việc lớn lao hoặc tiến hành công việc, ra đi cũng có sự trở ngại hoặc không có lợi gì. Mọi tin tức đến dễ có sự cháo trở, đảo lộn. Nên nghỉ ngơi, không nên tính toán. Có tin xa, tài lộc vào ra thất thường. Tài lộc chậm chạp nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Ngày sung của bổn mạng. Nếu không có việc gì quan trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi hoặc thăm viếng, gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Ngoài ra sự di chuyển, đi xa về công việc đều khó có kết quả như ý. Có người đến quấy giày hoặc muốn nhờ mình giúp đỡ. Tiền bạc nếu có chỉ là chút ít, dễ hao. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ. Ngày sung của bổn mạng. Nếu công việc hoặc bàn thảo tính toán đã xong thì nên xem xét lại có sự thiếu sót. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, chỉnh đốn lại nhà cửa, công việc. Nội bộ gia đình hoặc công sở có chuyện không vui. Tài lộc kém, sức khỏe không tốt, gia đạo bất an tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc ngày sung của bổn mạng không nên làm gì hấp tấp vội vàng dễ có sự trách oán và kết quả cũng không thành công ngày gặp nhiều khó khăn trở lực cực nhọc buôn ba hoặc sức khỏe không tốt có tin buồn cần phải hết sức khéo léo cho mọi việc hoặc có sự hư hại về đồ đạc vật dụng ngày dễ gặp chuyện bất lợi bực mình tử vi tuổi dần chính ấn là các thần giúp con đường công danh sự nghiệp của người tuổi dần đang rộng mở quyền lực của bản mệnh được củng cố tạo dựng được lòng tin và sự đồng lòng trong tập thể rất có lợi cho người đang giữ chức vụ quản lý chủ quản người làm công an lương cũng được dịp khẳng định năng lực bản thân theo tử vi hàng ngày cho thấy các dự án chỉnh lên hầu hết đều sẽ được cấp trên phê duyệt nếu làm tốt lần này cơ hội cải thiện thu nhập của bạn sẽ sớm thành hiện thực tuy nhiên mộc khắc thổ khiến vận trình tình cảm giảm đi trông thấy bạn cần tiết chế cảm xúc, tránh đem những suy nghĩ tiêu cực bên ngoài về chút giận lên đối phương để rồi phải cãi nhau to tiếng. Người độc thân có lẽ phải đưa ra quyết định đau lòng nào đó, mối tình vừa mới chớm nở đã vội lụi tàn. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, thìn, hợi. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Nếu có người đến đề nghị về công việc, hợp tác làm ăn là họ đang gặp khó khăn, trở ngại chút ít nhưng là ý định chân thành tuy nhiên nên có sự thảo luận chớ quyết định nhanh chóng bằng giấy tờ văn tự vì thời cơ chưa đến tình cảm tốt có tin tức về tài lộc công việc tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nên tìm lại những kinh nghiệm cũ mà ứng phó thì sẽ có kết quả tốt không nên hấp tấp vội vàng trong mọi quyết định sự mong cầu sẽ khó có kết quả hoặc có sự rời hẹn sai hẹn tin tức không đến có sự hao tài về mua sắm tu bổ sửa chữa hoặc về tiệc tùng đình đám tài lộc trung bình có người đi xa quay trở về tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ nên có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc cần phải tu bổ sửa chữa mua sắm những việc cần thiết nên di chuyển hoặc nhắn tin người mình cần gặp tài lộc có sự trắc trở hoặc có thêm điều kiện mới có tuy nhiên cũng có quý nhân giúp đỡ sự thỏa thuận nặng về tình cảm uy tín hơn là vật chất tiền bạc nếu có tài lộc thì không nên tiến thêm sẽ gặp điều không hay ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ hoặc có công việc mới tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc trong sự mong cầu về tiền bạc và tài lộc cần phải hết sức khôn khéo và giữ bí mật hoặc xem tình hình của người khác tiến hành ra sao hấp tấp sẽ gặp điều bất lợi có người muốn nhúng tay vào cùng một công việc mọi tin tức đều nên cẩn trọng tài lộc trung bình tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim mọi việc không nên xem thường vì tình thế có nhiều biến chuyển bất ngờ hoặc gặp nhiều áp lực lấy sự an toàn làm điều chính đề phòng rủi ro cần tránh mọi sự tranh cãi, thị phi sẽ đem đến nhiều sự mít lòng và công việc cũng không giải quyết được. Mọi việc đều phải chậm rãi. Đề phòng rủi ro về đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi mão. Tam hợp quý nhân giúp cho người tuổi mão có một ngày thứ sáu khá nhẹ nhàng và thoải mái. Bạn nhanh chóng hoàn thành những công việc đơn giản trong tâm trạng hân hoan tuy nhiên với những công việc phức tạp bản mệnh cần phải giữ thái độ nghiêm túc thận trọng hơn tránh cả thèm chóng chán mệnh chủ cũng có thể tạo ra được ấn tượng tốt đẹp với tất cả mọi người xung quanh hãy tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân nhưng cũng đừng vì thế mà coi nhẹ những điểm còn yếu của mình khắc phục được điểm yếu sẽ giúp bạn trưởng thành hơn ngũ hành xung khắc nhắc nhở người độc thân đừng quá mải mê với công việc mà quên đi việc tìm kiếm hạnh phúc riêng tư hãy sống thật chậm để cảm nhận những điều thú vị trong tình yêu và cuộc sống nếu đã xác định được tình cảm, bạn có thể chủ động bày tỏ. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Không nên níu kéo khi sự việc hoặc chuyện tình cảm đã đến hồi kết thúc thay đổi. Sự việc tùy thuộc vào người bạn của mình để tránh sự phiền lòng trách oán. Nhà có đình đám, tiệc tùng hoặc có cuộc hẹn và có nhiều người đến hoặc nhận được nhiều tin tức của họ. Sức khỏe không tốt, tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Trong nhà hoặc công sở có người đến thăm hoặc hỏi về chuyện hợp tác làm ăn. Có sự hao tốn về mua sắm, sửa chữa các vật dụng trong nhà, nhất là các loại có liên quan đến điện, lửa. Tin tức đến chậm, có trở ngại. Nói chung ngày dễ gặp sự trắc trở, khó khăn nhưng cũng không phải là xấu. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Cẩn trọng không bàn đến chuyện người dễ bị hàm oan, trách oán. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ tất cả mọi việc nên cẩn trọng vì sự việc xảy ra có nhiều sự đảo lộn cháo trở hoặc thiếu sót gặp chuyện dày già, phiền toái về giao thiệp gặp gỡ sức khỏe không tốt bất cứ việc gì đến đều có sự trắc trở trước mới có sự thuận lợi sau ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa mua sắm dọn dẹp có lộc ăn hoặc có quà nhỏ có tin buồn tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nên có sự nghỉ ngơi hoặc chờ đợi tin tức mới rồi hãy tiến hành công việc có cuộc đi chơi ngắn của người thân hoặc nhà có chuyện vui tài lộc trung bình nên thu vén công việc dọn dẹp tu bổ sửa chữa mua sắm dành cho công việc sắp tới tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim mọi việc đều có thể xảy ra không như ý hoặc chờ đợi chậm chạp lâu lắc có sự hư hại về đồ đạc cần phải mua sắm tu bổ sửa chữa hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự đóng góp cũng không nên từ chối mà cũng không nên quyết định ngay còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ có tài lộc hoặc có cuộc vui ngắn. Tử vi tuổi thìn Thương quan xuất hiện trong tử vi thứ sáu của người tuổi thìn nhắc nhở bản mệnh chớ nên để sự hiếu thắng che mờ lý trí. Bởi ngày hôm nay người tuổi này có thể sẽ gặp phải mâu thuẫn, bất đồng với cấp trên, cần hết sức chú ý đến cách ăn nói của mình. Nếu tự tin mình là người đúng, hãy tranh luận một cách nhẹ nhàng và văn minh. Ngày chịu tác động của thổ khí vượng nên bản mệnh cố chấp khó tính hơn thường ngày khiến người xung quanh khó có thể chịu được. Thái độ gây hấn của bạn có thể khơi mào chiến tranh với nửa kia, khiến không khí gia đình căng thẳng ngột ngạt. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng tây nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi và đồ vật này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ tý mão thân tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa không nên tự mình quyết định khi chưa có sự tham khảo ý kiến của quý nhân bè bạn những việc có liên quan nếu không như vậy thì chớ nên hành động vấn đề còn mơ hồ và sẽ có tin tức mới ở một ngày khác chỉ nên thu vén công việc giải quyết những gì còn tồn động ở quá khứ tài lộc vào nhanh ra nhanh có sự kiêm nhiệm đại diện làm thay cho người khác hoặc được nhờ vả tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nếu là chuyện tình cảm thì nên dè dặt mọi việc nên để tự nhiên không nên cưỡng cầu hoặc nóng vội sẽ có kết quả tốt bằng ngược lại sẽ gặp rủi ro thất bại mọi tin tức đến trong ngày đều dễ có sự đảo ngược trong thực tế chỉ nên chỉnh đốn tu bổ sắp xếp cho tốt những gì mình đang có tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc mọi việc chỉ nên ngồi yên nhưng nếu cần làm thì phải làm cho nhanh không đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt thì mới có lợi không nên suy tính quá kỹ lại trở thành không tốt nên tránh những chuyện tranh cãi thị phi có tài lộc hoặc có tin tốt về công ăn việc làm tình cảm tiền của sự đáo hạn định kỳ có lộc ăn quà tặng tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim đề phòng có người chơi xấu hoặc có sự bội ước có tin buồn hoặc tin xấu của thân nhân bè bạn hoặc có người đến nhờ và mình giúp đỡ nếu là người làm về kinh tế nên có sự nhẫn nại với khách hàng, nhưng cũng không nên vì quá tình cảm mà gặp sự thiệt thòi, hoặc phải miễn cưỡng mà làm sẽ không có lợi cho cả đôi bên. Có lộc nhỏ. Tử vi tuổi nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy. Ngày dễ có sự hao tài hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Nên có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Ngày có nhiều chuyện phải lo âu, giải quyết vì có nhiều sự kiện xảy ra hoặc có tin tức đến không phù hợp với tình hình hiện tại. Cần thiết là phải gặp mặt trực tiếp. tử vi tuổi tỵ. Kiếp tài xuất hiện cảnh báo nguy cơ mất tiền đang rình rập rất gần với con giáp tuổi tỵ. Khi có ý định mua sắm thứ gì, bạn cần phải cân nhắc kỹ, chớ phung phí đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình vào những thứ không xứng đáng. Hôm nay những chú rắn có thể yên tâm với đường tình duyên của mình khi mọi chuyện đang tiến triển hết sức thuận lợi. Bản mệnh may mắn khi luôn được những người thân yêu và cả bạn đời ủng hộ mình. Điều này khiến bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều tâm sự với người nhà cũng là một trong những cách chút bỏ áp lực trong ngày. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 15 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Có cuộc đi xa hoặc di chuyển, dù có trở ngại chút ít nên đến nơi việc cần thiết kẻo có sự sai hẹn có sự tu bổ sửa chữa hoặc cần phải bàn thảo lại cho công việc có sự hội họp gặp gỡ đình đám vui chơi có tin buồn có tài lộc tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ có tin buồn dù có cuộc vui cũng không trọn vẹn như ý sự gặp gỡ với mọi người chỉ đem lại chuyện không hay buồn phiền hoặc hao tốn thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện sẽ tránh đi nhiều chuyện phiền hà trong ngày chỉ thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa sắp xếp lại công việc dễ hao tài nên cẩn trọng về lời nói văn thư giấy tờ dễ có sự thiếu sót hiểu lầm tranh cãi tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc ngày không tốt nên cẩn trọng về sức khỏe có tin buồn nếu là chuyện vui chơi cũng hao tốn có sự mích lòng hoặc không đi được gia đạo hoặc trong công sở có nhiều việc xảy ra khiến mình phải giải quyết lo toan bận rộn có nhiều tin tức hoặc có thân nhân, bè bạn đến khiến mình phải tiếp hoặc phải bỏ ngang công việc ngửa chừng. Có sự hoàn trả về tiền bạc, hoặc phải mua sắm, sửa chữa. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Ngày rất dễ gặp sự cản trở, khó khăn hoặc chỉ nhận được những tin tức bất lợi từ công danh cho đến tình cảm, sức khỏe. Chỉ nên nghỉ ngơi hoặc làm việc bình thường. Việc gì cũng nên cẩn trọng chớ để ràng buộc bị vướng vào những chuyện không đâu. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng trong mọi việc. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên giới hạn việc đi lại, di chuyển. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi ngọ. Ngày có mùi ngọ nhị hợp, người tuổi ngọ đang rất may mắn hưởng hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu đôi lứa trải qua sóng gió đôi lứa lại càng thêm hiểu hơn về nhau mối quan hệ khăng khít như chẳng gì có thể chia rẽ hai bạn người độc thân có thể sẽ tìm được tình yêu của đời mình từ những mối quan hệ xã hội mà bạn tưởng chừng chẳng thể nào phát triển thành tình yêu khi duyên đã tới thì chẳng thể tránh thoát được bạn hãy hạnh phúc đón nhận những điều sắp tới nhé tuy nhiên công việc của những chú ngựa lại chẳng được suôn sẻ như vậy tỷ kiên mang lại nhiều rắc rối cho con giáp này khi bạn có lẽ sẽ gặp phải tranh chấp với đồng nghiệp thậm chí là bạn bè thân thiết với mình Đừng vội thất vọng và trách móc vì mọi người không như ý mình, bản mệnh cũng cần phải xem lại bản thân nữa. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi tuất. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Giải quyết công việc không nên dựa vào tình cảm, quen biết, mà cũng không nên để người phiền lòng. Ngày đòi hỏi cần phải có sự khôn khéo, quyển chuyển mới có cơ hội thành công. Trong việc giao thiệp vui vẻ nên nêu ý kiến của mình về sự hợp tác hoặc nhờ người giúp đỡ không nên e ngại sự hao tốn có sự tu bổ sửa chữa đồ đạc xe cộ máy móc hoặc mua sắm sự mong cầu về tình cảm phải chậm rãi mới có kết quả tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy ngày của đám đông hội ngộ hội họp họp mặt hẹn ước định kỳ đã đến lúc có sự thay đổi trong mọi việc sự mong cầu về tiền bạc tài lộc chỉ nên ở mức bình thường hoặc hãy để tự nhiên sẽ có kết quả tốt không nên thấy có lợi mà lại đòi tiến thêm sẽ không hay có cuộc đi ngắn hạn hao tài vì giao thiệp mua sắm có tin buồn tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa ngày có sự thay đổi về công ăn việc làm phương hướng hoặc có sự kết thúc về công việc việc chờ đợi đã lâu hoặc có hẹn ước nay có kết quả gia đạo có đình đám hoặc có sự họp mặt hội họp hoặc có tin tức của thân nhân bè bạn ở xa có sự thuận lợi về mong cầu tiền bạc có hỷ sự hao tốn về di chuyển đi lại hoặc xe cộ máy móc tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ mọi việc đều có thể xảy ra dù đã có dự tính trước. Nên nhẫn nại trong sự chờ đợi nếu có sự chậm chạp hoặc phân vân không biết tính toán hướng nào. Sẽ có tin tức hoặc có sự gặp gỡ người mình mong cầu. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc. Ngày của sự hẹn ước hoặc công việc đến do đã có sự tính trước. Có nhiều công việc cần phải lo âu giải quyết kể cả chuyện vui chơi, tình cảm, giải trí. Có tin xa, nhưng cũng có tin buồn về sức khỏe tai nạn rủi ro của thân nhân bè bạn có sự hư hại về đồ đạc cần phải tu bổ sửa chữa tử vi tuổi mùi thực thần che chở cho vận trình ngày hôm nay của người tuổi mùi để bạn nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội thích hợp cho sự phát triển của bản thân nhất là trong lĩnh vực làm giàu vận khí tốt lành bạn đi đâu cũng được người giúp đỡ công việc trôi chảy tiền tài cũng theo đó mà tới chuyện kinh doanh buôn bán đang trên đà phát triển bản mệnh tài giỏi thông minh lại sống có tình có nghĩa nên được lòng rất nhiều đối tác làm ăn cơ hội đến lần này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang đi đúng hướng dù bất cứ ai có nói gì thì hãy cứ tự tin vào chặng đường mình đi rồi bạn sẽ thấy kết quả thật xứng đáng với những nỗ lực của mình tuy nhiên dù công việc có bận rộn đến đâu bạn cũng đừng quên tìm cách cải thiện quan hệ với người thân để xóa nhòa khoảng cách có thể hiện tại sự nghiệp đang là mối ưu tiên hàng đầu với bạn, nhưng chắc chắn gia đình luôn là bến đỗ bình an, sẵn sàng giang tay chào đón bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào nên đừng xem nhẹ tình cảm gia đình. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Chỉ nên giới hạn trong các công việc thường nhật. Không nên toan tính gì thêm sẽ không có lợi. Tài lộc trung bình có người đến nhờ mình giúp đỡ về công việc cũng như chuyện riêng tư, tình cảm, nhà cửa. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Có nhiều sự bận rộn, lo toan cho công việc. Tất cả đều chưa có kết quả, cần phải bỏ công sức nhiều hơn và sẽ có kết quả tốt trong tương lai. Nên chú trọng sự góp ý của bè bạn, người cộng sự trước khi quyết định. Ngày thuận lợi cho sự nhóm họp, bàn thảo. Hao tài về mua sắm, đi lại, nhưng có tài lộc cũ. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của bổn mạng, nên có sự chậm rãi, không nên quyết định vội vàng sẽ không có sự thuận lợi tốt đẹp. Có người đến nhờ mình giúp đỡ, tài lộc vào ra thất thường nhưng vẫn có lộc. Những việc tồn động ở quá khứ nên giải quyết cho xong như chữa bệnh, chỉnh đốn công việc, thu dọn những việc còn bỏ dở. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Mọi việc đều có thể xảy ra không như ý hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Có sự hư hại về đồ đạc cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự đóng góp cũng không nên từ chối mà cũng không nên quyết định ngay còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ có tài lộc hoặc có cuộc vui ngắn tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ tu bổ sửa chữa đồ đạc nhà cửa tránh sự tranh cãi thị phi nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt có tin buồn ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương hợp tác có cuộc đi ngắn Tử vi tuổi thân. Nhờ chính tài nâng đỡ, đường làm ăn, tài lộc của người tuổi thân trong hôm nay hanh thông, tấn tới bất ngờ. Không chỉ thu nhập chính vượng mà các khoản thu ngoài cũng khá dồi dào, số dư trong tài khoản của bạn tăng lên đáng kể. Nhờ vậy, con giáp này có thể xài tiền thoáng tay chứ không phải căn ke quá nhiều như trước. Hơn nữa các mối quan hệ xã giao ngày một hữu hảo, bền chặt tạo điều kiện để những chú khỉ có thể phát triển sự nghiệp, công danh, thu lại nhiều lợi ích bất ngờ kể cả khi đã đạt được mục đích rồi cũng đừng quên duy trì mối quan hệ đó bạn nhé, tránh để người khác nghĩ rằng bạn là người qua cầu rút ván. Thổ sinh kim, chuyện tình cảm suôn sẻ, đặc biệt là với nữ mệnh. Bất luận là làm việc gì bạn cũng đều nhận được sự ủng hộ từ chồng con và người thân. Những người còn độc thân có thể mạnh dạn tiến thêm một bước nữa, một lời tỏ tình chân thành biết đâu là điều duy nhất còn thiếu để phá vỡ mối quan hệ mập mờ của cả hai hiện tại. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ tị dậu tuất tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy không nên dính líu vào chuyện của người khác dù là công việc hay tình cảm sẽ bị nhiều vướng mắc chuyện trong nhà nội bộ nên bàn thảo không nên giấu giếm chỉ đưa đến sự bất hòa đa nghi có sự tu bổ sửa chữa dọn dẹp di rời đồ đạc văn phòng có khách đến tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa mọi việc đều khó có sự kết thúc rõ ràng, vừa ý, hoặc mọi chuyện còn mơ hồ chưa có phương hướng giải quyết dứt khoát, chỉ nên tạm dừng. Chuyện tình cảm không nên tiến hành dễ có sự xa cách chia tay không có kết quả. Tin tức chậm trễ, sức khỏe không tốt, có sự thiệt hại về tiền bạc, nếu có thì cũng chỉ là lộc bồi thường. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Không nên để mình bị lôi cuốn vào những việc đang xảy ra hoặc bị chắc trở khó khăn. Mọi việc nên từ từ giải quyết hoặc nên để vào ngày khác. Tài lộc trung bình sự mong cầu về tin tức còn chậm hao tốn về giao thiệp gặp gỡ những chuyện đáo hạn định kỳ đến hẹn tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc tình cảm bình thường có tin xa ngày của sự hẹn ước đáo hạn sự mong cầu về tài lộc còn xa chỉ có lộc nhỏ lộc ăn quà tặng nhưng vẫn phải chịu hao tốn nếu có tổ chức tiệc tùng đình đám sự việc sẽ kéo dài không được như ý đã đến lúc có sự thay đổi phương hướng làm ăn hoặc công việc nếu công việc đang trôi chảy và kết quả còn xa thì sẽ bị gián đoạn nữa chừng vì có tin mới, sự kiện khác xuất hiện hoặc có khách quý nhân đến cần phải tiếp xúc và giải quyết. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. nên nhắn tin để hỏi lại. có tin xa nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn kỳ. nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn. Tử vi tuổi dậu Thiên tài tụ khí che chở cho sự nghiệp kinh doanh của người tuổi dậu thêm phần ổn định. Nhờ đó, bản mệnh có thể mạnh dạn không ngừng mở rộng quy mô, đôi khi cần một chút mạo hiểm trong việc đầu tư sẽ giúp bạn thu được nhiều lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, nên thận trọng trong các mối quan hệ làm ăn mới hợp tác đề phòng bị lửa gạt. Ngũ hành tương sinh, vận trình tình cảm hài hòa, tình yêu giạt rào một số bạn độc thân có cơ hội chấm dứt tình trạng yêu đơn phương. Có lẽ tình cảm của bạn không phải chỉ xuất phát từ một chiều, người ấy cũng có cảm xúc tương tự chỉ là ngại không nói ra mà thôi. Ngày 15 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, thìn. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy nên ngồi yên dù có tính toán gì hoặc đi đâu cũng chỉ đem đến kết quả không có lợi sức khỏe không tốt có tin buồn tài lộc dễ hao chỉ thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa chỉnh đốn các công việc cũ có người ở xa trở về hoặc có tin tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có sự hư hại về lửa điện hoặc điện thoại đồ gia dụng hao tài về mua sắm tu bổ sửa chữa có tài lộc quà tặng lộc ăn có tin xa công việc đang tiến hành dễ bị ngăn trở bỏ giờ nửa chừng dễ bị phá ngang do người hoặc do các hoàn cảnh khách quan đem lại có khách đến hoặc nhà có tiệc tùng đình đám tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ nếu có tiền bạc tài lộc thì cũng phải hao tốn về mua sắm tu bổ trả nợ hoặc được vay mượn ngày có nhiều biến động thay đổi từ công danh việc làm cho đến tình cảm có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin tức của người thân bè bạn có người đi xa gặp lại người xưa tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc ngày của sự hẹn ước hoặc những công việc đã có dự tính trước nên đi xa di chuyển gặp người mình mong cầu dù đó là chuyện tình cảm giải trí vui chơi cũng vậy không nên mưu tính việc gì cũng khó có kết quả mà lại đưa đến hao tốn danh dự uy tín bị va chạm tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nên nhẫn nại khi thấy việc chờ đợi chậm chạp hoặc có sự trắc trở ngày có sự gặp gỡ đông người hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tử vi tuổi tuất Mùi tuất tương phá có thể gây tác động xấu lên vận trình của người tuổi tuất hôm nay. Bản mệnh dễ gặp phải những mâu thuẫn trong công việc với đồng nghiệp. Rất có thể nguyên nhân đến từ những hiểm khích trước đó, ấm ức tích tụ từ lâu chỉ đợi tới ngày bùng nổ hãy cư xử một cách khéo léo và bình tĩnh để giải quyết mâu thuẫn bạn nhé thương quan xuất hiện có thể gây họa thị phi cản trở những việc bạn đang tiến hành lại thêm xui xẻo bất ngờ giáng xuống nên các kế hoạch hầu như bị đình trệ rất có thể sẽ phải tiến hành lại từ đầu thổ khí vượng nhắc nhở bạn lưu ý những bệnh liên quan đến vị trí lưng ngực phổi có thể những biểu hiện lúc này không đáng lo nhưng bạn nên quan tâm hơn đến sức khỏe nhất là các vị trí này khi có biểu hiện lạ nên đi khám và chữa ngay Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dần ngọ thân. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa. Đề phòng có người nói xấu hoặc kích bác ngấm ngầm thị phi. Có tin tức xấu về chuyện làm ăn cũng như về công danh, tình cảm của người thân hoặc bè bạn. Tài lộc trung bình, có quý nhân hoặc có tin tốt về công việc của riêng mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ. Không có gì phải nóng vội khi có người đến báo tin về công việc cũng như về tình cảm tuy gặp điều tốt nhưng cũng nên nghiên cứu và nêu những ý kiến của mình cho vấn đề được tốt hơn có cuộc đi ngắn mọi việc không nên quyết định nhanh chóng tình cảm tốt tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc có sự bàn thảo hội họp về công ăn chuyện làm chuyện đi xa thay đổi kế hoạch làm ăn hoặc thay đổi về nơi ăn trốn ở nhà cửa nhận được tin tức của thân nhân bè bạn ở xa về di chuyển tin gặp lại người xưa tài lộc còn chậm dễ hao tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên thân cận và hỏi ý kiến của người lớn tuổi nếu cần giải quyết công việc cần thiết những chuyện mong cầu về tình cảm là điều không nên dễ gặp sự buồn phiền trách oán trong người thân bè bạn gặp chuyện buồn cần đến sự hiện diện của mình để chia sẻ ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang dọn dẹp đóng cửa kết thúc công trình công việc có tin buồn ở xa hoặc nhận tin chưa đúng theo ý mong cầu của mình tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy việc mong chờ đã lâu nay có kết quả hoặc có phương hướng giải quyết nhưng cũng chưa phải là tốt cho lắm, cần phải chỉnh đốn, tu bổ thêm. Chuyện tình cảm đã đến lúc cần phải nói lên những ý nghĩ trong lòng của mình dù có gặp sự phiền lòng. Tử vi tuổi hợi Tam hợp cục che chở cho các mối quan hệ của người tuổi hợi nên bạn được bạn bè yêu mến, đồng nghiệp quý trọng, người thân yêu thương. Đó là nhờ sự cẩn thận, chỉ chu của người thật thà, chân thành như bạn đào hoa trong hôm nay khá vượng rất tốt cho người độc thân trên con đường tìm kiếm một nửa nhưng chưa chắc đã là may mắn cho người đã có đôi hoặc đã lập gia đình rất có thể bản mệnh sẽ vướng vào một mối quan hệ mập mờ cần giữ khoảng cách thích hợp với đối tác đồng nghiệp khác giới để tránh phá vỡ hạnh phúc của mình trong công việc có chính quan dẫn lối nên bản mệnh sẽ gặp được quý nhân giúp cho vận trình công danh của bạn khởi sắc mệnh chủ có thể chuẩn bị đón những tin vui ngoài mong đợi do những nỗ lực của bạn đã xây dựng trước đây Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ tí, Sửu dần. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều sự bận rộn cần phải lo toan giải quyết. Trong nhà hoặc trong công sở có sự tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn đồ đạc vật dụng. Sức khỏe không tốt, mọi việc khó thành, không thuận lợi. Không nên bày vẽ thêm mọi chuyện. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Ngày không tốt, không nên giải quyết những việc lớn và cũng không nên mong cầu mọi chuyện sẽ không có kết quả cẩn trọng về sức khỏe không được tốt, đề phòng chuyện thị phi, hoặc có tin tức không vừa ý. Nên giới hạn việc gặp gỡ, giao thiệp, không tốt. Không nên vướng vào những chuyện tình cảm bất lợi. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Có tin tức đi xa của thân nhân hoặc bè bạn. Có cuộc ra đi ngắn hạn. Nhà có tiệc tùng hoặc được mời dự tiệc. Có lộc ăn. Có sự tu bổ, sửa chữa hoặc mua sắm. Tài lộc trung bình. Ngày có nhiều công việc bận rộn về giao thiệp, sự thế khiến cho tiến trình làm việc dễ bị đứt đoạn, và hao tài tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Không nên mưu tính những chuyện lớn lao chỉ có cực nhọc mà kết quả ít, hoặc gặp rủi ro, tai nạn, chuyện phiền lòng. Có tin buồn, sự mong cầu về tin tức hay về công việc đều chậm chạp, chắc trở, có tin tức ở xa mong cầu ý kiến của mình hoặc có sự trách oán ngấm ngầm. Có quý nhân giúp đỡ về tiền bạc, hoặc có cơ hội, có lộc ăn. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Sức khỏe không tốt, có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng gia đạo bất an, nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết. Trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm, hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu. Chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mưu tính sẽ khó có kết quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.